Thi hài nghệ sĩ Anh Vũ đã được đưa đến phòng chờ sân bay, ca sĩ Lý Ông tiễn đưa bạn thân về Việt Nam. Rạng sáng 8 tháng 4, ca sĩ Lý Ông cho biết mọi thủ tục chuẩn bị để đưa thi hài Anh Vũ về Việt Nam đã hoàn tất. Rạng sáng ngày 8 tháng 4, ca sĩ Lý Ông chia sẻ những hình ảnh sau cùng của thi hài danh hài Anh Vũ tại Mỹ. Anh viết, cảm ơn người bạn thân của tôi Andy Thái Nguyễn đã tài trợ vé máy bay, 1.700 đô cho Lý Ông để đưa bạn mình về Việt Nam và gặp mặt gia đình lần cuối. Cảm ơn Blue Sky Travel đã bằng mọi cách kiếm được vé cho Lý Ông không bị chậm trễ. Theo thông báo từ gia đình, linh cữu Anh Vũ sẽ về đến Việt Nam vào sáng 9 tháng 4. Sau khi thi hài về đến thành phố Hồ Chí Minh, gia đình sẽ đưa linh cữu đến thẳng chùa Ấn Quang nằm trên đường Sư Vạn Hạnh, quận 10. Lễ tang nghệ sĩ Anh Vũ được tổ chức tại chùa. Ca sĩ Lý Ông cập nhật thông tin mới nhất trên trang cá nhân. Ca sĩ Lý Ông chia sẻ rằng bạn thân Andy Thái Nguyễn đã tài trợ tiền vé máy bay cho anh để tiễn đưa nghệ sĩ Anh Vũ về quê nhà. Đây là tiền túi của Andy Thái Nguyễn, không đụng tới tiền viếng một sen nhé. Thi hài Anh Vũ được đưa ra xe chuẩn bị lên máy bay về Việt Nam. Trước đó, hôm 7 tháng 4, lễ viếng Anh Vũ được tổ chức tại nhà quan an lạc ở thành phố Garden Grove, bang California. Rất nhiều nghệ sĩ sống tại hải ngoại đã đến tiễn biệt Anh Vũ lần cuối. Không gian tang lễ nghệ sĩ Anh Vũ, con gái nghệ sĩ Bảo Quốc diễn viên Hồng Loan đã không ngăn được dòng nước mắt. Đồng nghiệp thương tiếc cho một người nghệ sĩ tài hoa vắng số.